Dạ vâng, em ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Dạ vâng, hôm nay thì em lại xin phép được báo giá tổng thể các mẫu xe đang bày bán tại cửa hàng của em. Anh chị có nhu cầu quan tâm cũng như là có nhu cầu về mẫu xe nào, anh chị nhấc máy alo trực tiếp luôn cho em theo hai số điện thoại 0979709565 hoặc 0964656865 ạ. Và địa chỉ của em hiện tại đang làm ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Và sắp tới đây em có mở rộng cửa hàng và em sẽ chuyển ra cửa hàng ở ngoài ngay đường 10, quốc lộ 10 anh chị nhé. Và ngay cổng chùa Cao Linh, rất là dễ tìm và rộng để cho các bác em sẽ xe để đầy đủ mọi xe để phục vụ cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, và hiện tại thì đến mùng 6 này, tháng sau thì em sẽ chuyển cửa hàng ra bên đó. Và ở đây thì nó hơi bị chật hẹp một chút. Đấy, nên là em sẽ phục vụ cho các bác ở ngoài đó. Thì anh chị quan tâm có nhu cầu thì cứ alo chị em. Và mùng 6 em khai trương thì em sẽ có chương trình giảm giá cho các bác đến trực tiếp cửa hàng nhân dịp ngày khai trương chị em. Và giờ thì em xin phép được báo giá những mẫu xe đang bày bán tại cửa hàng của em đây ạ. Và mẫu xe đầu tiên em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Kia Morning, thương hiệu của Hàn Quốc anh chị nhé. Sản xuất 2013, phiên bản số sàn, động cơ máy 1.25 máy xăng, mang biển số của thành phố Hải Phòng 15A11387. Mẫu xe này thì bên em đang chào bán với giá 179 triệu đồng. Đấy, trong một chiếc xe Kia Morning sản xuất 2013 anh chị nhé, form mới rất là đẹp. Và bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng đời 2013 trở lên, nhưng mà với giá tiền phải tầm trên 300 ạ. Còn với mức xe dưới 200 như này thì cũng không làm trả góp được. Xe rất là đẹp anh chị nhé, trang bị 4 bánh ngăn đúc này, sơn xi màu trắng ngọc trinh rất là đẹp luôn. Giá tiền chỉ có 179 triệu đồng thôi ạ. Và chiếc vào trong đây là một chiếc xe 7 chỗ ngồi anh chị nhé, một chiếc xe Chevrolet Vivante, xe thương hiệu đến từ nước Mỹ ạ. Năm sản xuất 2008, phiên bản số sàn, động cơ máy là 1.8 máy xăng, mang biển số của thành phố Hà Nội 30F42286. Và mẫu xe này thì bên em đang chào bán 165 triệu đồng. Đấy, chỉ với 165 triệu đồng thôi anh chị đã sở hữu được một chiếc xe 7 chỗ ngồi, cả gia đình mình tránh mưa tránh nắng rất là hợp lý luôn. Đấy, xe rất là đẹp anh chị nhé, sơn xi màu bạc. Và tiến tiếp theo đây em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Toyota Vios, thương hiệu đến từ Nhật Bản, có năm sản xuất 2006 anh chị nhé. Phiên bản số sàn, động cơ máy là 1.5, một mẫu xe mệnh danh đường đồng cối đá đấy ạ. Mang biển số 28A03187. Hiện tại em có một cặp anh chị nhé, một chiếc vàng cát và một chiếc màu vàng đồng đây ạ. Đều 165 triệu đồng anh chị nhé. Chiếc này mang biển số của thành phố Hà Nội 29A99080. Đấy, một chiếc, một đôi, một cặp Toyota Vios, một mẫu xe mệnh danh nồi đồng cối đá, giá chỉ hơn 100 triệu thôi. Đấy, các bác đã sở hữu được một chiếc xe cả gia đình mình đi rất là ok rồi ạ. Đấy, tất cả các giá trên em bao gồm rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho anh chị. Anh chị quan tâm cũng như là có nhu cầu thì anh chị alo chị em. Và mẫu xe tiếp theo đây là một chiếc xe 7 chỗ ngồi anh chị nhé, 8 chỗ ngồi ạ, đăng ký 8 chỗ ngồi, một chiếc xe Toyota Innova, sản xuất 2015 anh chị nhé. Phiên bản số sàn, động cơ máy là 2.0, mang biển số 99A32893. Và mẫu xe này bên em đang chào bán với giá tiền là 429 triệu đồng anh chị nhé, cho một chiếc xe Toyota Innova bản E sản xuất 2015, một mẫu xe gia đình, trang bị 8 ghế ngồi anh chị nhé. Trang bị 8 ghế ngồi ạ, động cơ máy là 2.0 máy xăng, xe rất là đẹp, trang bị lên màn hình Android rồi. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy, bác nào quan tâm mua về chạy dịch vụ thì alo chị em. Xe rất là đẹp luật là luôn. Và mẫu xe tiếp theo đây em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Kia Cerato, sản xuất 2009 anh chị nhé. Phiên bản số tự động ạ, động cơ máy là 1.6 máy xăng. Và mẫu xe này thì bên em đang chào bán với giá là 310 triệu đồng anh chị nhé. Mang biển số 19N5095 ạ. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng luôn ạ. Sơn xi màu bạc. Đấy, một chiếc Kia Cerato sản xuất 2009 và đăng ký lần đầu 2010, phiên bản số tự động ạ. Sơn xi màu bạc, sạch sẽ, đẹp đẽ, sáng bóng luôn.
Và chiếc hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị cũng là một chiếc xe Toyota Innova bản E sản xuất 2012, phiên bản số sàn anh chị nhé. Một mẫu xe tư nhân gia đình mang biển số 99A01690. Và mẫu xe này bên em đang chào bán là 368 triệu đồng cho một chiếc xe Toyota Innova, trang bị 8 ghế ngồi, động cơ máy là 2.0, một mẫu xe gia đình sơn xi màu bạc. Và tiến vào hông em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Hyundai Grand i10. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2014 anh chị nhé. Sản xuất 2014, phiên bản số sàn, động cơ máy là 1.0 máy xăng. Hiện tại mẫu xe này bên em đang chào bán với giá là 205 triệu đồng, mang biển số là 30E92022, sơn xi màu bạc. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 nhập khẩu như chiếc của Ấn Độ ạ. Mà chiếc Innova này thì em bán trong hôm qua rồi. Từ sáng đến giờ thì em cũng đã chốt được 4 xe. Hiện tại thì cửa hàng đang rất là đông khách ạ. Và chiếc xe tiếp theo đây em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2010 anh chị nhé. Phiên bản số sàn, động cơ máy là 1.5, mang biển số 15A34709. Em xin lỗi, đây là sản xuất 2009, phiên bản số sàn, động cơ máy 1.5. Một mẫu xe gia đình, không dịch vụ, không taxi anh chị nhé. Đây là một mẫu xe gia đình sử dụng. Và hiện tại thì mẫu xe này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng cho một chiếc xe Toyota Vios, một mẫu xe mệnh danh nồi đồng cối đá đấy ạ. Đây là xe mẫu xe gia đình anh chị nhé, không dịch vụ, không taxi, mang biển số thành phố Hải Phòng, sơn xi màu đen, màu đen ạ. Và chiếc Kia Carrera này thì em cũng đã bán rồi. Và tiến vào trong đây em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Toyota Innova bản G sản xuất 2009 anh chị nhé. Phiên bản số sàn, động cơ máy là 2.0 máy xăng, mang biển số 35A09906. Và mẫu xe này thì bên em đang chào bán là 268 triệu đồng anh chị nhé. Một mẫu xe Toyota Innova bản G sản xuất 2009 anh chị nhé. Phiên bản số sàn, động cơ máy 2.0, trang bị 8 ghế ngồi. Đấy, bản đồ anh chị nhé. Trang bị túi khí phanh ABS, 3 dàn điều hòa. Bác nào có nhu cầu mua về chạy dịch vụ thì hiện tại cửa hàng em đang rất là nhiều cái dòng 8 xung ngồi này. Innova, Captiva cũng như là Karen ạ, rất là nhiều luôn. Hiện tại thì cửa hàng anh em vừa lấy xe ra ngoài để cho khách thử, cũng như là anh em đi lại, nên là xe, lượng xe ở tại hiện tại cửa hàng chỉ còn bằng này con thôi. Thì em báo cho anh chị, bác cứ alo chị em thì em sẽ còn những xe gì em sẽ báo cho anh chị. Và mẫu xe tiếp theo đây em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe 7 chỗ ngồi, với giá tiền chỉ có 165 triệu đồng, một chiếc xe Chevrolet Captiva, thương hiệu đến từ nước Mỹ, có năm sản xuất 2008 anh chị nhé, mang biển số 37A70059. Hiện tại thì mỗi xe này bên em đang chào bán là 165 triệu đồng đấy ạ, bao gồm phí rút hồ sơ cũng như là em hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho anh chị. Cam kết với anh chị là xe bên em không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước anh chị nhé. Cam kết bằng giấy tờ văn bản cho các bác ạ. Bao rút hồ sơ gốc cho anh chị nhé, anh chị yên tâm, giấy tờ, thủ tục, pháp lý. Và chiếc xe tiếp theo em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe 7 chỗ ngồi Chevrolet Captiva, xe thương hiệu đến từ nước Mỹ, có năm sản xuất 2007, phiên bản số sàn anh chị nhé. Động cơ máy là 2.4, mang biển số của thành phố Nam Định 18A01367, sơn xi màu bạc anh chị nhé. Hiện tại thì bên em chào bán 222 triệu đồng ạ cho một chiếc xe Chevrolet Captiva, trang bị 7 ghế ngồi đấy ạ. Đấy, động cơ máy 2.4 anh chị nhé. Một mẫu xe gia đình, không dịch vụ, không taxi, trần nỉ nguyên bản, ghế da màu kem rất là đẹp ạ. Một mẫu xe mệnh danh thi công mặt đất ạ. Cái dòng này gầm cao, máy thoáng, đi rất là thích luôn ạ. Rất là chắc khỏe anh chị nhé.
Và mẫu xe tiếp theo em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Toyota Innova bản V anh chị nhé. Bản V số tự động ạ, động cơ máy 2.0, mang biển số là 98A27891. Và mẫu xe này thì bên em đang chào bán là 320 triệu đồng đấy ạ, cho một chiếc xe số tự động anh chị nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu về cái dòng Innova số tự động thì với mẫu xe này rất là hợp lý ạ. Một mẫu xe gia đình rất là đẹp. Nội thất của xe rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, sáng bóng, sơn xi màu vàng cát anh chị nhé. Sạch sẽ đẹp đẽ luôn. 320 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ cũng như em hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho anh chị. Và tiến vào sâu đây, em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Ford Everest ạ. Sản xuất 2007 và đăng ký lần đầu là 2008, máy dầu một cầu, máy 2.5. Đấy, một chiếc xe Ford Everest sản xuất 2007 anh chị nhé. Và đăng ký lần đầu là 2008. Đấy. Phiên bản số sàn, động cơ máy 2.5, máy dầu một cầu. Hiện tại thì mẫu xe này bên em đang chào bán 268 triệu đồng ạ. Đấy, cho một chiếc xe Ford Everest máy dầu này. Anh chị nào quan tâm đến máy dầu thì alo chị em theo số điện thoại 0979709565 anh chị nhé. Đấy, mang biển số của thành phố Quảng Ninh 14A08651 ạ. Và tiến tiếp theo đây là một chiếc xe Chevrolet Vivante. À, em xin lỗi. Chiếc Hyundai Venna sản xuất 2008, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc ạ. Phiên bản số sàn, động cơ máy 1.4. Mẫu xe này thì bên em đang chào bán 152 triệu đồng thôi ạ. Đấy, đây là một mẫu xe nhập khẩu anh chị nhé. Một chiếc xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc ạ. Một mẫu xe tiết kiệm nguyên liệu, nhập khẩu bền bỉ anh chị nhé. Giá chỉ có 152 triệu đồng thôi, bao gồm phí rút hồ sơ cũng như em hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho anh chị. Một chiếc xe Hyundai Venna sơn xi màu bạc ạ. Và trước hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Daewoo Gencha sản xuất 2009, phiên bản số sàn, động cơ máy là 1.5, một mẫu xe gia đình, mang biển số của thành phố Hà Nội 30A29330, sơn xi màu đen anh chị nhé. Và mẫu xe này thì bên em đang chào bán với giá tiền 152 triệu đồng thôi ạ. Đấy, cho một chiếc xe Daewoo Gencha sản xuất 2009 anh chị nhé. Một mẫu xe gia đình. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình, không dịch vụ, không taxi ạ. 152 triệu đồng, em bao gồm phí rút hồ sơ cũng như em hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho anh chị. Và tiếp theo đây là một chiếc xe Fiat, một chiếc xe thương hiệu đến từ nước Ý, có năm sản xuất 2003, phiên bản số sàn, động cơ máy 1.6, một mẫu xe gia đình, không dịch vụ, không taxi anh chị nhé. Sơn xi màu xanh rêu rất là đẹp. Và mẫu xe này với giá tiền chỉ có rất là rẻ, 82 triệu đồng thôi. Nếu các bác chốt mẫu xe này trong cái video clip này của em sẽ giảm giá tiếp cho anh chị luôn. Đấy, các bác thích giảm giá bao nhiêu em bán hợp lý, em bán cho anh chị luôn mẫu xe này. Thu hồi vốn mẫu xe này mà với giá tiền thì có mấy chục triệu này thì với thay một chiếc xe máy thôi, cả gia đình mình tránh mưa tránh nắng rất là ok ạ. Sơn xi màu xanh rêu được rất là đẹp anh chị nhé. Và trước hôm em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Chevrolet Sở Bắc, có năm sản xuất 2014 anh chị nhé. Phiên bản số sàn, động cơ máy là 1.0, mang biển số của thành phố Hải Phòng 15A12209. Một chiếc vàng chanh rất là đẹp. Và mẫu xe này bên em chào bán 158 triệu đồng thôi. Đấy, chỉ với hơn 100 triệu ạ. 158 triệu anh chị đã sở hữu một chiếc xe đời rất là cao ạ. Chevrolet Sở Bắc sản xuất 2014 anh chị nhé. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Còn là anh chị nào mà quan tâm thì anh chị cứ kết nối Zalo cho em sẽ gửi video cụ thể chi tiết cho các bác xem chi tiết. Nên em báo giá tổng thể thì em xin báo phép và đời xe cũng như là giá xe để anh chị xem. Anh chị có nhu cầu thì kết nối Zalo với em sẽ gửi video chi tiết về mẫu xe đó để các bác xem rõ ràng. 158 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ cũng như em hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho anh chị ạ.
Và mẫu xe tiếp theo đây em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Daiula Chatti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, có năm sản xuất 2019. Phiên bản số sàn, động cơ máy là 1.6. Mang biển số của thành phố Hải Dương 34A35299 và mẫu xe này bên em đang chào bán là 228 triệu đồng anh chị nhé. Cho một chiếc xe Daiula Chatti sơn xi màu bạc. Một chiếc xe nhập khẩu của Hàn Quốc anh chị nhé. Và mẫu xe tiếp theo đây em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Chevrolet Spark sản xuất 2014, phiên bản số sàn, động cơ máy là 1.0, mang biển số của thành phố Hải Phòng ạ, 15A39020. Đấy. Hiện tại cửa hàng em đang có một đôi, một chiếc vàng chanh và một chiếc màu trắng ngọc trinh này, cũng 158 triệu đồng. Các bác quan tâm về mẫu xe nào thì các bác alo cho em sẽ gửi video chi tiết cho anh chị xem. Và chiếc tiếp theo bên dưới đây em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Daiula Chatti ạ, sản xuất 2005, phiên bản số sàn anh chị nhé. Động cơ máy là 1.6, mang biển số của thành phố Hải Phòng 15A33713. Dạ vâng, đây là một chiếc xe Daiula Chatti sản xuất 2005, phiên bản số sàn anh chị nhé. Động cơ máy 1.6 máy xăng, mang biển số của thành phố Hải Phòng 15A33713. Và mẫu xe này thì bên em đang chào bán với giá tiền là 125 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho anh chị. Một mẫu xe bản sedan 2 đầu với giá tiền chỉ hơn 100 triệu một chút thôi ạ. Anh chị đã sở hữu được một chiếc xe cho gia đình mình tránh mưa tránh nắng rất là đẹp rồi. Và chiếc hông đây cũng là một chiếc xe Daiula Chatti anh chị nhé. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng, mang biển số 34M4336, sản xuất 2010, phiên bản số sàn, động cơ máy 1.6, tư nhân chính chủ anh chị nhé. Một mẫu xe rất là đẹp ạ. Hiện tại thì mẫu xe này bên em đang chào bán với giá là 175 triệu đồng anh chị nhé, bao gồm phí rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho anh chị. Đấy, bác nào quan tâm về cái mẫu xe nào với hợp với khả năng kinh tế gia đình mình, mẫu xe nào thì anh chị nhấc máy alo cho em theo số điện thoại 0979709565 hoặc 0964656865 ạ. Hoặc anh chị đến trực tiếp cửa hàng em. Cửa hàng em tại chân cầu vượt Quán Toan Hải Phòng. Và sắp tới đây thì em sẽ mở rộng thị trường cũng như là để phục vụ cho các bác được các loại xe và được nhiều xe hơn nữa thì em sẽ chuyển ra tại quốc lộ 10 và ngay cổng chùa Cao Linh. Cửa hàng em mùng 6 tháng sau, mùng 6 âm lịch em sẽ khai trương cửa hàng và chuyển cửa hàng ra địa điểm ngoài đó. Thì các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em. Hiện tại cửa hàng thì nó cũng hơi chật hẹp, cửa hàng hiện tại em chỉ được 5-60 xe thôi. Nhưng chuyển ra cửa hàng mới thì với lượng xe là 200-300 xe vẫn để được. Đấy. Nên là sắp tới em sẽ chuyển ra đó. Em đang làm tiến hành làm ở ngoài đó để sửa chữa cũng lên để chuyển xe ra ngoài đó và 16 khai trương. Và em xin báo giá nhanh, vừa rồi em xin báo giá nhanh một số mẫu xe đang bày bán tại cửa hàng của em. Anh chị quan tâm cũng như là có nhu cầu thì alo cho em. Và em xin kết thúc và tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị vào những video clip tiếp theo của em. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng luôn luôn đồng hành cũng như là quan tâm, theo dõi, đăng ký kênh, ủng hộ cho em trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo của em đăng tải lên hàng ngày.